Trong chuyện này mình hết sức quý Thư, nhưng rất buồn về Khoa. Khoa là thủ lĩnh của hội, nhưng vào lúc nước sôi lửa bỏng lại sợ tới mức không dám đi theo làm nhân chứng. Em cũng sợ muốn xỉu còn gì. Thấy chồng bị mời đi, mình cũng hung lên. Nhưng lúc ngồi trên xe công an nghe hú còi, mình cũng run lẩy bẩy. Không nên trách Khoa, bạn ấy ít va chạm. Còn mình chẳng qua đã quá mặt dày với những ngày tháng làm tiếp thị. Sơn rất có bản lĩnh trong vụ này, hay Sơn nhập hội tụi mình cho vui đi. Từ nay hội chúng ta sẽ thành 7 tên. Nếu các bạn không chê, mình rất lấy làm vinh hạnh. Chúng ta cũng trà đá để mừng thành viên thứ 7. Chúc mừng. Mình thì không hiểu, nếu không phải rộng thì ai đã thuê tụi Đâm thuê chém mướn trừng phạt Thái Kỳ? Vụ đó để công an giải đáp, nó đâu có hại một mình nương. Dẹp chuyện nó đi, thằng Kỳ xứng đáng bị trừng phạt, và nó đã bị trừng phạt, đó là điều quan trọng. Còn ai trừng phạt thì không cần biết. Nền kinh tế Việt Nam từ chính sách đổi mới đã mạnh dạn mở cửa cho các công ty nước ngoài đầu tư, mở ra diện mạo mới, diện mạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thay thế cho diện mạo của nền kinh tế bao cấp bảo thủ. Trâm sự nhờ vô anh chị đó. Chị an tâm, bản luận văn của nó đã theo đúng hướng dẫn của ông nhà tôi, nên nó đạt xuất sắc là chắc chắn. Điều đáng lo chính là con Thư nhà tôi. Tôi tưởng cháu Thư nó có tật là hay ngẫu hứng, chợt xa những kiến thức kinh điển. Tôi lại thích những đứa như vậy. Biển đó. Các bạn cười gì vậy? Chọc quê mình nghe. Ủa, sao Tri giờ này không tới? Chắc tới trễ, nó đã hứa là không bao giờ sai đâu. Chắc Tri chờ Thư lên mới tới. Ở đây có bán monitor không chú? Dạ có nhiều hàng mới rất tốt, chú mua đúng thời điểm này giá đang hạ. Chú cho coi thử. Dạ được. Trí à, chào em. Bán chị sửa xong chưa? Dạ xong rồi chị, em đang thử lại, chị thông cảm chờ chút xíu nha. Được rồi. Cứ coi. Alo, tôi nghe. Đi hả? Tôi Ba Dũng đây. À, anh Ba, em chào anh. Sao nói hôm nay mang máy tới, tôi bỏ cái chuyện cơ quan ngồi chờ, không thấy cậu mang tới nữa. Em xin lỗi, em dặn con Tuệ báo cho anh biết, sao nó chưa báo kìa. Thôi được rồi, sáng nay em sẽ tới chỗ anh. Anh thông cảm cho em nghe, bận quá đi. Mày tốt lắm, viết qua đây cho tôi đi. Dạ, cô nhân viên của cháu đi công chuyện, chắc cũng sắp về rồi. Chú ngồi chơi uống nước nha. Không sao, 15 phút nữa tôi quay lại. Dạ, vậy cũng được. Xong rồi chị. Tốt rồi. Để em đem ra xe cho chị. Cảm ơn em. Dạ. Khi nào có sự cố, chị cứ phone cho em. Chị không mang tới tiệm. Được, tôi về nghe. Dạ. Mày đi đâu suốt từ sáng vậy hả? Lỡ bao nhiêu là khách hàng?
Tao thuê mày để tiếp khách thì ít nhất mày cũng phải tôn trọng giờ giấc chứ. Anh tưởng em đi chơi hả? Từ nay anh bỏ cái kiểu tới nhà người ta sửa máy nhưng sĩ diện không thôi tiền liền, bắt em tới nhà người ta chầu trực nha. Anh xin lỗi, không phải tại anh sĩ diện không thâu, mà tại xong việc anh hay quên. Theo em, cửa hàng đã bắt đầu có khách, anh nên chấm dứt việc dùng nhân viên nghiệp dư là em đi. Nhất định sẽ tới lúc đó. Em nghi tính anh không thể làm ông chủ được đâu. Làm chủ thì phải tỉnh táo, còn anh ấy hả, dính vô máy nào là mê muội quên hết tất cả. Nếu em không ghi chép thâu tiền cho anh cũng quên thâu luôn. Nè, việc đó mày không phải dạy tao nha. Chính những điều mày vừa nói đó lại khiến cho công ty đông khách. À, đầu giờ buổi sáng anh Khoa rồi tới anh Trọng phone tới nhắc anh nhớ đến trường kinh tế đúng giờ. Chết cha, sáng nay Khoa và Thư báo cáo luận án tốt nghiệp, anh phải đi ngay bây giờ. Em cất tiền giùm anh, khách tới em toàn quyền giải quyết nha. Rồi lại gì cằn nhằn hả? Thì xin lỗi bằng lòng chưa. Nếu bạn anh có ai kêu thì nói anh tới trường kinh tế từ sớm nha. Trong bối cảnh đi theo nền kinh tế thị trường có định hướng hòa nhập kinh tế toàn cầu, các khu chế xuất ở khắp nơi trong nước chính là tiền đề, là trọng điểm trong chuyển nhập khẩu dây chuyền công nghệ hiện đại. Sự hợp tác tốt từ đây sẽ có tác dụng lan truyền ra toàn quốc, và trong tương lai gần, nền kinh tế Việt Nam sẽ có những bước nhảy vọt như hiện tượng của năm nước rộng châu Á. Ông thấy cháu sao? Kiến thức của cậu ấy rất tốt. Anh nghĩ sao trước ý kiến cho rằng sự có mặt ồ ạt của các nhà tư bản nước ngoài ở Việt Nam hiện nay cũng không khác sự có mặt của người Pháp thời kỳ đầu họ xâm chiếm Việt Nam. Để giải thích, chúng ta phải đi một đường vòng thay vì hoàn toàn có thể đi đường tắt để đến với nền kinh tế thị trường. Kính thưa hội đồng giám khảo, tôi nghĩ không thể so sánh như vậy. Vì nước Việt Nam vào thời kỳ đó xét về kinh tế là nước Việt Nam nghèo nàn lạc hậu. Sự xâm chiếm của thực dân Pháp nhằm mục đích đô hộ có kèm theo thâm nhập kinh tế tư bản, nhưng là chủ nghĩa tư bản chưa phát triển. Khác với Việt Nam hiện nay đã độc lập về chính trị, và tuy thời kỳ kinh tế bao cấp có để lại những hạn chế nhất định, nhưng chúng ta đã có tiềm năng về người và của tương đối đầy đủ để tiếp nhận công nghệ hiện đại của các nước tư bản phát triển ở mức hòa nhập mà không hòa tan. Điều này đã được chứng minh qua thực tế những năm đổi mới đến nay. Tuy gặp rất nhiều khó khăn phức tạp, chúng ta vẫn luôn giữ được sự xuyên suốt và nhất quán trong chiến lược kinh tế. Không vì mở cửa theo đường lối kinh tế thị trường mà chúng ta thả nổi, lệ thuộc hoàn toàn vào nước ngoài. Khá lắm. Vậy thì cuộc khủng hoảng kinh tế châu Á vừa qua, chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Anh nghĩ sao về sự lệ thuộc này? Thưa thầy, nếu không bị ảnh hưởng mới là điều đáng lo. Vì như vậy, kinh tế của chúng ta vẫn trong cảnh cũ người xưa, bế quan tỏa cả với khu vực. Các nước mạnh nhất châu Á như Nhật, Hồng Kông, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, vân vân đều không thoát khỏi ảnh hưởng. Xong, họ đều hồi phục, sau đó phát triển nhanh chóng. Vì vậy, theo em, phát triển hay khủng hoảng đều nằm trong quy luật tự nhiên của nền kinh tế thị trường. Vấn đề là hạn chế ảnh hưởng của sự khủng hoảng đến mức nào và vượt qua nó như thế nào. Việt Nam ta nhờ đường lối kinh tế độc lập và đầy bản lĩnh đã hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng. Em cho rằng đó là một sự thành công lớn. Tôi xin nhắc lại, nội quy là không được vỗ tay trong và sau khi sinh viên báo cáo luận văn. Phần phản biện của sinh viên Đặng Thế Khoa đã xong, đề nghị sinh viên hoàn thiện minh thư chuẩn bị.